Rồi chỗ. Ờ, à để anh cảm ơn. Hòa là xanh được 40 nước không ăn quân chứ Hòa. 40 nước à? 40 nước. 40 nước thì bàn cờ cả bán cờ người ta được 30 nước. Không, 40 nước từ cái lúc mà không lấy không ăn quân. Không ăn tây á. Chứ phải đi 40 nước. Không ăn tây. À, bắt đầu. Bắt đầu chưa? Anh Hưng Hải cầm quân đỏ anh em nhé. Tiên có 6 phút, Trong Hòa hậu có 5 phút. À, không tích lũy. Đây là vòng 2 của lễ hội chúa vua năm 2017. Ai thắng qua vòng này sẽ lọt vào vòng 16 người đánh với 16 kỳ thủ mạnh được bỏ qua, được đặt cách qua vòng đầu tiên. Cảm ơn Đinh Xuân Tiến đã chia sẻ video. Cảm ơn mọi người. Anh Tùng ơi, năm nay ngũ xã vẫn thế chứ anh Tùng ơi. Thank you.
Con đây mẹ. Vâng vâng. Vâng vâng. Chết thôi nào, nếu mà
Cờ Hải đi đi bắn cờ thấp ơi là thấp. Con xe đang đây đi ấn giường tách con báo ra bắt cứ tốt là xong anh cờ cờ. Ông đi ấn bắt con ngựa lên cờ thua tạc. Anh lao mãn này bắt là xong chạy mãi lên đây là ngon. Đây cũng được bốc con ngựa lên đánh thấp kinh khủng. Xong rồi chạy phá. Đưa con xe đâu đi đây ông đi xuống đây. Úi là cờ thảm như mõ. Ăn hơn cây thì kể cả bỏ cây ăn lại thế thôi. Mày tách con báo ra mày ăn con này đi là xong đi con gì. Vẫn lợn chưa? Vào rồi. Anh nghe bị chửi tưởng là bất chắc gì mà vẫn vào được. Tức là vào